xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh. Ngã thương cho đời không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ lũ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công văn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn cách đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện công văn số 2104 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19,
để giúp cơ quan y tế kịp thời phát hiện các trường hợp lây nhiễm bệnh COVID-19, giúp cho việc ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly dập dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị y tế, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau đây. 1. Tổ chức thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam, những người đang trong ổ dịch, những người cách ly tập trung, những người đi qua vùng dịch hoặc đi từ vùng dịch trở về, những công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp tại các tỉnh có dịch và các tỉnh lân cận, những người đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, những người đi tàu bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt, tuyến đường dài. 2. Các đơn vị, xã, phường theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh, sử dụng mã QR code cho đơn vị mình tại địa chỉ https://tờkhaiyt.vn hoặc thông qua cài đặt và sử dụng một trong các phần mềm ứng dụng Tờ Khai Y tế, Bluezone, thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR code ở vị trí phù hợp tại đơn vị mình, đông người ra vào, bảo đảm kiểm soát được. Đồng thời thực hiện kiểm soát vào ra cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR code khi sử dụng một trong các phần mềm Tờ Khai Y tế, nCoV, Bluezone. 3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, Ban Văn hóa các xã phường, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, hiểu rõ và thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code theo quy định của Bộ Y tế. 4. Phát động phong trào kêu gọi mọi người hưởng ứng tự nguyện khai báo y tế toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt, phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm. 5. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các xã phường tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm theo quy định Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu các phòng, ban, đội, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị y tế, các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã ký Mai Sĩ Lân. Công văn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện công văn số 922 ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn trân trọng đề nghị. 1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thị xã nêu cao tinh thần, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức đồng lòng vì sức khỏe của mình và toàn xã hội, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ và ngành y tế, của tỉnh, của thị xã về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone, nCoV trên điện thoại thông minh, để góp phần truy vết các đối tượng F1, F2, F3 khi có các ca bệnh mới phát sinh, tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng dịch và tiếp xúc với các ca bệnh. Khi có triệu chứng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động của tổ giám sát COVID-19 ở khu dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện người đi, người đến từ vùng dịch liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch, báo cáo với chính quyền và các cơ quan chức năng nỗ lực cao nhất để giữ được khu dân cư an toàn, xã phường, thị xã an toàn. 2. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm,
tiếp tục tham gia ủng hộ về vật chất, tinh thần để cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung cho các nhiệm vụ sau: kinh phí mua vaccine, trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng, động viên lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm phòng chống dịch. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Cứu Trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị xã Nghi Sơn, số tài khoản 3751-0907-0976 tại Kho bạc Nhà nước Nghi Sơn, hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị xã Nghi Sơn, địa chỉ Tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Thời gian ủng hộ từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng chống dịch có hiệu quả. Thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn đã ký, Nguyễn Văn Long. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 nơi công cộng. 1. Tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. Tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người quản lý, người lao động, người đến cơ sở y tế, người nghi ngờ mắc bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Người cách ly ở trong phòng đơn, người bệnh đang tiến hành các thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ không phải đeo khẩu trang. Tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà, người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng nhà phải đeo khẩu trang y tế. Khách khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian thăm, làm việc tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà phải đeo khẩu trang. 2. Tại nơi có không gian kín. Tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, khách hàng khi đến, rời khỏi quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang. Khuyến khích khách hàng đeo khẩu trang trong những lúc không cản trở việc sử dụng dịch vụ và thực hiện các hoạt động không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc. Tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đeo khẩu trang khi đi đến, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đeo khẩu trang. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ, bao gồm cả kinh doanh thức ăn đường phố, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc xếp hàng, chờ dịch vụ phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ, phải đeo khẩu trang. Tại cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, người tham gia và người tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Người đang trình bày, phát biểu ý kiến không phải đeo khẩu trang. Đối với các cuộc họp cấp cao, có tính chất, nghi lễ, ngoại giao, cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị mà kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm của những người tham gia, thì việc đeo khẩu trang do ban tổ chức xem xét quyết định. 3. Tại nơi tập trung đông người. Tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển phương tiện giao hàng hóa, hành khách khi đến, rời khỏi và trong suốt quá trình đợi chờ, làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang.
tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch. Khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng, sửa chữa. Người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang. Tại địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở địa điểm tham quan du lịch, giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại địa điểm tham quan du lịch, giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang, y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.